Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là niềm vinh hạnh của người tín hữu, là sự sống của bậc chứng nhân. Chúa đã muốn cho con Chúa chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin thương đến những người tín hữu và những ai khi còn sống đã tin nhận mầu nhiệm phục sinh mà ban cho họ được vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. Trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Và trên toàn cõi đất, người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ, vui mừng bởi được người cứu độ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên, nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Lạy
lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ơn sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn đời vạn thuở. Tuổi xuân bao lần chốn dài, xin Ngài đừng nhớ, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Lòng đau như thắt lại, xin Ngài úi an con, giải thoát khỏi bước đường đầy oan nghiệt sợ hãi. Lòng con với bao khốn cực, xin Ngài nhìn đến, tha cho hết tội xưa, lạy Chúa đấng con thơ. Lạy Chúa, xin bảo toàn sinh mạng của con luôn, đừng để con bé bàng vì con tìm tựa nương. Lòng ngay với hồn thánh xanh, xin Ngài chờ che khi con đến tìm nương ẩn nơi cánh tay Ngài. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần chỉ chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ,
muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đức đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, không biết từ bao giờ và có từ khi nào, và điều này có lúc xảy ra chính mỗi người chúng ta, đó là lúc chúng ta chịu tang cha mẹ ông bà của chúng ta được Chúa gọi về. Và trong ngày tang chế như thế thì chúng ta thường mặc áo xô, đầu chít khăn tang để tỏ lòng thảo hiếu yêu mến đối với ông bà cha mẹ của chúng ta. Không biết điều đó nó có từ khi nào. Trong các nền văn hóa và chúng ta thấy ở các quốc gia, các dân tộc họ cũng có cái cách để mà diễn tả chịu tang đối với những đấng sinh thành dưỡng dục ra mình. Và trong nghi thức an táng có cái nghi thức làm phép tang. Trước khi cử hành nghi thức tịnh liệm cho người quá cố thì có nghi thức làm phép tang, sau đó thì chúng ta mặc áo tang, đeo khăn tang. Và chính điều này đã được Kinh Thánh ghi nhận như bài đọc một trích từ sách ngôn sứ Isaiah mà chúng ta vừa nghe. Ngày ấy trên núi này Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi một muôn dân một bữa tiệc. Trên núi này người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm trên mọi nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần
Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô mọi dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Cái chiếc khăn bao phủ và tấm màn trùm lên đó là hình ảnh của chiếc khăn tang, nói đến sự chết chóc, chia lìa và nước mắt. Chính Thiên Chúa Ngài sẽ xé bỏ chiếc khăn này. Chính Thiên Chúa Ngài tiêu diệt tự thần vĩnh viễn, nghĩa là Thiên Chúa Ngài là đấng ban sự sống cho chúng ta. Ngài sẽ cho chúng ta được sống lại và sống muôn đời. Ngài sẽ xé bỏ chiếc khăn tang, Ngài sẽ tiêu diệt tử thần vĩnh viễn. Nơi bài đọc 2 gửi cho tín hữu Roma thì Thánh Phaolô cho chúng ta hiểu rằng nhờ thần khí và trong Đức Kitô, mỗi người chúng ta sẽ trở nên là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta gọi Thiên Chúa là Abba, nghĩa là cha ơi. Chúng ta là con, chúng ta gọi Thiên Chúa bằng một cái từ diễn tả tình cha con trong một gia đình, Abba, cha ơi. Và chúng ta là những người đồng thừa tự với Đức Kitô. Thiên Chúa Ngài sẽ giải thoát và cứu chuộc chúng ta, cứu chuộc linh hồn và thân xác chúng ta nữa. Do đó mà trong kinh Tin Kính chúng ta vẫn tuyên xưng xác loài người ngày sau sống lại để được trở lại cái con người toàn diện có xác và hồn như ý định tạo dựng ban đầu của Thiên Chúa. Ngài tạo dựng nên con người chúng ta, Ngài thổi sinh khí, Ngài tạo dựng con người chúng ta giống hình ảnh của Ngài để chúng ta được thừa hưởng cái sự sống đời đời mà Ngài ban cho. Và cuối cùng là bài tin mừng cho chúng ta thấy rõ mầu nhiệm cứu độ khởi đi từ mầu nhiệm thánh giá của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu Ngài chịu đóng đinh trên cây thánh giá và sắp chút hơi thở cuối cùng, thế mà Ngài vẫn có thể nói lời yêu thương, tha thứ và ban sự sống cho ăn trộm lành biết sám hối và ăn năn. Ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông thì xin nhớ đến tôi. Và Chúa Giê-xu đã trả lời với anh rằng: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng. Ngày hôm qua chúng ta mừng lễ các thánh nam nữ, ở trên trời chắc cũng có mừng thánh trộm lành này. Bởi vì chúng ta không biết tên của vị thánh này là ai, chúng ta gọi là ông thánh trộm lành. Rõ ràng Chúa Giê-xu đã chịu chết, Ngài tiêu diệt sự chết, tiêu diệt tử thần. Sau 3 ngày Chúa Giê-xu sống lại và cũng sẽ cho chúng ta được sống lại với Ngài. Kính thưa anh chị em, con người phải chết vì mang lấy thân phận cát bụi mỏng giòn mau qua. Sách Sáng Thế đã ghi thân cát bụi sẽ trở về với cát bụi, đó là hậu quả của tội lỗi. Đáng lý ra con người chúng ta không phải chết, nhưng mà vì chúng ta đã từ chối tin nhận và sống theo đường lối của Thiên Chúa, cho nên chúng ta phải xa lìa Thiên Chúa, chúng ta phải đón nhận cái hậu quả của tội lỗi, đó là cái chết. Thế nhưng ngày lễ hôm nay nhắc cho chúng ta niềm tin vào sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa tình yêu, giàu lòng thương xót và cứu độ. Chắc chắn các linh hồn là những người đã từng sống như chúng ta hôm nay, cũng có những yếu đuối vấp phạm, lỗi tội, nhưng mà đã biết ăn năn sám hối. Ai đã được Chúa cho ở với Chúa như anh trộm lành, thì chúng ta cùng với các linh hồn, các vị thánh đó tạ ơn Chúa. Còn ai còn đang thanh luyện thêm một thời gian nữa trong luyện ngục, thì chúng ta cầu nguyện cho các ngài cần đến lời cầu nguyện hy sinh của chúng ta. Chúng ta không ngừng cầu nguyện cho các ngài, không chỉ là trong tháng 11, mà trong suốt cuộc đời, trong suốt các thánh lễ mà chúng ta tham dự. Đồng thời ngày hôm nay cũng nhắc cho chúng ta về ngày mà chúng ta cũng sẽ lìa cõi thế. Người ta nói khi chúng ta sinh ra trong cuộc đời thì chúng ta khóc, chúng ta khóc e e, và nhiều người đứng xung quanh chúng ta cười. Chúng ta sống như thế nào để khi chúng ta lìa khỏi cuộc đời này, người ta khóc mà chúng ta lại cười? Cười vì chúng ta đã tin vào tình yêu thương của Chúa, cười vì chúng ta đã cố gắng không ngừng sống theo lời Chúa, cười vì chúng ta biết cố gắng sống yêu thương, sống tha thứ, sám hối và hoán cải. Dĩ nhiên không phải là vì chúng ta sống được như vậy
mà Thiên Chúa phải ban ơn cứu độ và sự sống cho chúng ta cũng không hẳn như thế. Như Thánh Phaolô nơi bài đọc 2 nói, những cái gì mà chúng ta trải qua, những cái đau khổ mà chúng ta trải qua cũng không sánh gì với ơn cứu độ, với sự sống mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta đâu. Những gì chúng ta có thể là chúng ta góp phần vào cái mầu nhiệm, cái tình yêu và cái ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho chúng ta mà thôi. Nhưng mà dù sao Thiên Chúa Ngài cần cái sự cộng tác của chúng ta. Thiên Chúa Ngài tạo dựng nên con người chúng ta, Ngài không cần hỏi ý kiến chúng ta. Nhưng mà Ngài muốn cứu độ chúng ta thì Ngài cần chúng ta cộng tác, Ngài cần chúng ta đáp lời. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, để cho chúng ta hôm nay cũng như các linh hồn trong luyện ngục luôn tín thác vào tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa. Và chúng ta tin rằng với lời cầu nguyện, với sự hy sinh, xin Chúa sớm đưa các linh hồn về hưởng nhan Thánh Chúa. Và chúng ta tin rằng khi các Ngài ở với Chúa rồi, các Ngài không bao giờ quên chúng ta đâu, mà ta gọi đó là mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Các Ngài đã trải qua cuộc sống như chúng ta hôm nay, rồi các Ngài cũng chịu thanh luyện như chúng ta, thì các Ngài luôn nhớ cầu nguyện cho chúng ta, để mỗi ngày chúng ta cũng được sống tốt lành, để chúng ta cũng cùng sống trong một cái niềm hy vọng, được đón nhận cái sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa ban tặng cho tất cả chúng ta. Amen. Xin mời anh chị em đứng, chúng ta dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin Người thì sẽ không phải chết bao giờ. Luôn vững tin Đức Kitô đã phục sinh, tin kẻ chết sẽ sống lại và tin có sự sống đời sau. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Thiên Chúa đã gìn giữ đức trinh nữ Maria khỏi mọi vết nhơ. Hồi thánh luôn dành tháng 11 để mời gọi người Kitô hữu chân lễ, làm nhiều việc lành phúc đức, nhất là các việc bác ái yêu thương, để cầu nguyện cho các đảng linh hồn nơi địa hình. Chúng ta dịp lời cầu xin cho các tín hữu biết thực hiện trọn vẹn những gì Hội Thánh đã dạy trong đời sống đức tin thường ngày. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Đức Giêsu đã chịu tử hình và mai táng, nhưng Thiên Chúa đã cho Người phục sinh vinh hiển. Chúng ta lời cầu xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng Người chung hưởng phúc vinh quang. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Nhiều khi mang lấy tội lỗi mà đi vào cõi chết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đang lìa cõi thế, được Chúa thứ tha mọi tội lỗi để có thể được sống lại hiển vinh. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Các kỳ tu hữu còn sống có thể giúp ích cho các linh hồn trong địa ngục bằng lời cầu nguyện và các việc hy sinh hạng mình, nhất là bằng việc dâng thánh lễ. Chúng ta lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu rằng thánh lễ cần thiết biết bao cho các linh hồn trong địa ngục, để chúng ta thường xuyên tham dự thánh lễ suốt sống. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, khi sống lại từ cõi chết, Chúa đã mở cửa nước trời cho chúng con. Xin cho chúng con, xin cho những ai đã từng tin cậy Chúa được vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trên cõi trường sinh. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Chúa là Chúa trời cao cao, cho con ban nay hoa màu để đẹp vào công lao của con và xin nhờ cho mẹ. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Đề ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lễ vật này để cầu cho anh chị em tín hữu và những ai đã qua đời. Xưa Chúa đã lấy nước thanh tẩy họ và họ được trở nên là con cái của Chúa. Nay nhờ Đức Kitô đã đổ máu ra làm lễ tế giao hòa, xin mở lòng khoan dung rửa họ cho sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đang phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình Người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa một mình Người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp bởi đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: các đạo binh trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cang từng trời. Dành Chúa, hoan hô Chúa trên cám tầng trời. Lạy Chúa, Chúa Thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Thank you.
đây là mầu nhiệm đức tin. Dùng thánh giáo và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Giám Mục Phụ Tá Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho cha cố Giuse, cha cố Phêrô, quý tu sĩ nam nữ quý vì ân nhân của giáo xứ chúng con mà nay đã qua đời. Cầu nguyện cho các linh hồn Giuse, Damin, Anton, Gioan, Bautista, Anna, Phêrô, Gioakim, Isabe, Margarita, Anton, dỗ linh hồn Teresa, linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các linh hồn thai nhi và các linh hồn và những ý nguyện chúng con dâng cho Chúa trong thánh lễ hôm nay. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy xin Thiên Chúa đầy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong bi tức vượt qua này, Chúa đã cho chúng con nên một với Đức Kitô, đấng toàn thắng tội lỗi và thần chết. Xin cho anh chị em tín hữu và những ai đã qua đời được thoát khỏi vòng tội lỗi, để cùng người hưởng vinh quang phục sinh, người hằng sống và hiến trì muôn đời. Nếu được thì chiều nay mời anh chị em tham dự thêm thánh lễ lúc 5:45.
Và giờ đây xin mời cộng đoàn đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính, ta cầu nguyện cho các linh hồn. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chứa cám dỗ, cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, trên bà tán xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, càng thánh thông công. Tôi tin phép tha tội loài người ngày sau. Chúng con cậy bì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Xin Chúa ban phép lành trọng thể cho anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa là nguồn mọi sự an ủi, đã lấy lòng nhân từ khôn tả mà tạo dựng nên con người, và cho các tín hữu được hy vọng sống lại trong sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài ban phúc lành cho anh chị em. Xin Chúa ban cho chúng ta là những người còn sống được ơn tha tội, và cho mọi người đã qua đời được vào nơi đầy ánh sáng và bình an. Chúng ta tin thật Đức Kitô đã sống lại từ trong kẻ chết. Xin cho tất cả chúng ta được sống hạnh phúc với người đến muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.